đưa Văn Quyết vào sân. Không vào, như vậy là vào rồi. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho các cầu thủ chủ nhà. Tưởng như sau quả đánh đầu vừa rồi thì bóng đã bật vào cột dọc, nhưng đó là mép trong của cột dọc. Pha băng lên và kết thúc của Thiago. Tân binh người Brazil đang cho thấy giá trị đến từng xu. Người đá phạt là Thanh Trung, rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên cho các cầu thủ Quảng Nam từ một bóng đá phạt góc. Từng thi đấu cho SHB Đà Nẵng và nhiều đã có đóng góp cho đội bóng sông Hàn, đó là Phan Thanh Hưng, đó là Trần Văn Học, Hà Minh Tuấn và người đem về quả phạt rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Quảng Nam, đó là Thanh Trung. Đinh Thanh Trung đã ghi bàn giúp cho các cầu thủ Quảng Nam vượt lên. Đội trưởng của Quảng Nam đã giúp cho các cầu thủ khách có được lợi thế dẫn bàn rất nhanh. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Huỳnh Tuấn Linh đã rất nỗ lực, mặc dù vậy thì trái bóng vẫn đi vào khung thành của đội chủ nhà. Trước đó thì anh đã suýt chút nữa mang lại bàn thắng sang bằng tỷ số. Đó là kia, cầu thủ Quảng Nam đã ngang. Penalty. Chỉ trong vòng có 2 phút, Đinh Thanh Trung, Đinh Thanh Trung đã đánh lừa được thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và đó là bàn thắng thứ hai dành cho Quảng Nam. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho các cầu thủ khách. Cú đúp của đội trưởng Đinh Thanh Trung. Hai tình huống sút phạt, Đinh Thanh Trung mang về cho các cầu thủ Quảng Nam hai bàn thắng. Các cổ động viên của Thanh Quảng Ninh còn chưa kịp vui mừng với bàn thắng sang bằng tỷ số của Hải Huy. Để tận dụng nhiều hơn những tình huống bóng bổng. Cơ hội đối mặt dành cho Đinh Thanh Trung. Thanh Trung! Hat-trick dành cho Đinh Thanh Trung. Một cú đấm trời giáng vào những tham vọng mà Thanh Quảng Ninh đang đặt vào trận đấu này. Một pha phản công đơn giản, Đinh Thanh Trung không mắc một sai lầm nào trong pha đối mặt với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Hat-trick của đội trưởng câu lạc bộ Quảng Nam và ông Hoàng Văn Phúc cùng với các học trò đang hướng tới trận thắng thứ hai trong mùa giải. Duy trì được thành tích bất bại và hơn thế nữa là vươn lên phía trên của bảng xếp hạng. Hãy cùng xem lại pha bứt tốc và dứt điểm tuyệt vời của Đinh Thanh Trung. Nhẹ nhàng để có thể đánh bại được thủ môn Huỳnh Tuấn Linh lần thứ 3 ở trong trận đấu này. Nguy hiểm. Thêm một bàn thắng nữa. Có vẻ như các thủ Sông Lam Nghệ An đã vớt sân. Niềm vui của số ít các cổ động viên Quảng Nam trong trận đấu này. Quảng Nam, Thanh Hưng. Trong khi đó, câu lạc bộ Quảng Nam đang đứng ở vị trí thứ 6 với 20 điểm. Cơ hội 1-0 cho các cầu thủ Quảng Nam. 1-0 cho Quảng Nam và đó là pha làm bàn của Claudici. Claudici đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Thì một mình Claudici đã ghi tới 4 bàn cho các cầu thủ Quảng Nam trong tháng 6.
Và đây là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ này trong tháng 6. Các cầu thủ phòng ngự của Khánh Hòa sẽ phải dè chừng với những pha tấn công biên. Lại là một bàn thắng. Bóng đã ở trong lưới của Tuấn Mạnh. Nghĩa là đội khách là những người đã liên tiếp có những bàn thắng để vươn lên dẫn trước trong trận đấu lượt đi của mùa giải năm nay. Claudici vẫn còn rất khỏe. Đi qua 3 cầu thủ Khánh Hòa. 3-0. 3-0 cho Quảng Nam. Điều cần đến rồi thì cũng phải đến. Bàn thắng thứ 4 của Đinh Thanh Trung ở mùa giải năm nay. Bàn thắng thứ 4 nhưng rất lâu rồi. Đinh Thanh Trung mới lại ghi bàn ở V-League sau 3 bàn thắng cùng vào lưới của Than Quảng Ninh. Một tình huống mà Claudici đã dọn cỗ cho các đồng đội của mình ở phía trong. Lướt qua 3 cầu thủ chủ nhà. Đánh đầu! Lần này thì lưới của Sông Lam Nghệ An đã rung lên. Và đó là phẩm chất không chiến của Claudici đã được thể hiện để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ chủ nhà. Một tình huống mà Claudici đã di chuyển tốt, chọn điểm rơi chính xác và cuối cùng là một cú đánh đầu. Dường như cách chơi của Quảng Nam vẫn không thay đổi, một đường chuyền vào trong để cầu thủ có tầm vóc cao to đánh đầu. Cú đá có tấn công tuyệt vời, 2-2. Cú đá quá giàu cảm xúc của Thanh Trung và bàn thắng lại được ghi ở một thời điểm cực kỳ quan trọng. Thanh Trung nắng nót, bình tĩnh và tung cú đá vào góc xa khung thành của Nguyên Mạnh và thủ môn của Sông Lam Nghệ An một lần nữa bó tay. Bắn vào, không vào. Như vậy là đã có bàn thắng, đã bàn tỷ số 1-1 cho các cầu thủ Quảng Nam. Thêm một trận đấu nữa, Thanh Trung và Claudici ghi dấu ấn. Chúng tôi đã đề cập đến việc quả đá phạt của Đinh Thanh Trung luôn có điểm rơi rất khó chịu và quỹ đạo cũng rất khó lường. Đúng là như vậy. Trong một tư thế bị kẹp chờ đội chủ nhà Long An ở tình huống vừa qua quá nguy hiểm. Ngay sau đó thì họ phải trả giá. Quảng Nam đã có bàn nâng tỷ số lên 3-2 của đội chủ nhà Long An. Là tình huống lên bóng của các cầu thủ Quảng Nam và họ đã có được bàn. Rằng là những tiếng lộn xộn được chuyền của Đinh Thắng. Tấn công! Penalty! Quả đá phạt 11m. Cơ hội dành cho Đinh Thanh Trung. Không bao giờ sai lầm nào. Không bao giờ sai lầm nào và đó là bàn thắng đưa Quảng Nam vươn lên dẫn trước 2-1. 2-1. Quảng Nam lần thứ 2 vươn lên dẫn trước trong đội cảm xúc của các cổ động viên Quảng Nam vào thời điểm này. Họ rất trông chờ.
họ rất trông chờ vào Quảng Nam. Và bây giờ thì đội bóng của họ đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá thẳng vào giữa khung thành của Đinh Thanh Trung. Áp lực tâm lý là không hề nhỏ.